Sau vòng đối đầu của Team Kha'Zix, ngay lúc này cộng đồng Rafan đang hóng hơn bao giờ hết khi chỉ còn ít ngày nữa, những chiến binh của Team G-Matic sẽ chính thức lên sàn. Mới đây, ban tổ chức Rap Việt đã tung ra đoạn teaser hé lộ những khoảnh khắc trong tập đối đầu của Team G-Matic. Theo đó, hai thí sinh xuất hiện trong video trailer đó chính là Liu Quinn và Dilo. Cụ thể trong trailer, Kha'Zix đã dành sự respect cho G-Matic khi bắt cặp đấu cực căng. Đến chính G-Matic cũng không giấu được sự tự hào và khẳng định đây là những đứa con đã đỗ thủ khoa. Về phần Liu Quinn và Bin cho biết, ngay từ vớt một, từng Kha'Zix đã nằm luôn trong đầu anh vì quá ấn tượng. Còn với Dilo, giám khảo LK lại khẳng định đây là vòng đột phá ấn tượng nhất của anh chàng. Với sự xuất sắc của hai thí sinh, hai vị giám khảo đã nhường sự lựa chọn cho G-Matic thay vì đưa ra quyết định như các cặp đấu khác. Tuy nhiên, đây chỉ là những hình ảnh trong trailer và rất có thể đã được ekip Rap Việt cắt ghép mượt mà. Liệu Liu Quinn sẽ đấu với Dilo hay thí sinh nào khác, cùng chờ đón vòng đối đầu thứ hai của Rap Việt mùa 2. Sau khoảng thời gian lên sóng, Rap Việt mùa 2 ít nhiều vẫn là chương trình thuộc top đầu được nhiều khán giả yêu mến nhất hiện nay. Bằng chứng là những tập phát sóng của Rap Việt chiếm trệ trên top trending YouTube chỉ sau vài giờ lên sóng, chứng tỏ sức hút cực khủng của chương trình. Những ngày vừa qua, fan Rap Việt liên tiếp đón nhận những tin đồn không vui vẻ là bao xoay quanh dàn huấn luyện viên chương trình. Đầu tiên phải kể đến chuyện Kha'Zix thông báo sẽ rút khỏi Rap Việt sau mùa 2 vì muốn yên bề gia thất. Cô quy lại vướng đồn đoán bị chương trình cô lập. Sân chơi Rap Việt giờ đây phải chăng đã thuộc về Space Speaker? Kha'Zix là một trong những huấn luyện viên sở hữu lượng fan hùng hậu nhất chương trình. Nam rapper nổi tiếng với nhiều chiến thuật tài tình, giúp dàn học trò bằng cách nào đó luôn tỏa sáng trên sân khấu. Thông tin giọng ca người lạ ơi không còn ngồi ghế nóng chương trình khiến fan vô cùng hụt hẫng và tiếc nuối. Trên mạng xã hội, rất nhiều người lan truyền tin đồn rằng Quơ Quy bị chương trình cô lập ở mùa 2. Theo đó, một số tài khoản đồn đoán team Quơ Quy sẽ không được bất kỳ nón vàng nào ở vòng 2. Ngoài ra, team lão đại không hề được ekip chương trình làm truyền thông nhiệt tình như ba đội còn lại. Chính điều này đã khiến Quơ Quy từng tủi thân đến mức chia sẻ trên trang cá nhân rằng đôi lúc nghĩ cùng chơi game mà team ai cũng được đăng hình, tới team mình các page rap không đăng hoặc đăng toàn hịa, nghĩ buồn nên cười. Nếu không có sự xuất hiện của Kha'Zix, Quơ Quy cũng không được lòng ekip. Rap Việt giờ đây phải chăng đã trở thành sân chơi của Space Speaker khi đa số các thành viên của nhóm đều đang giữ vai trò quan trọng của chương trình? G-Matic ở mùa 2 đã thay vị trí Suboy, không còn làm giám khảo mà đã chuyển vị trí ngồi ghế huấn luyện viên. Ngoài G-Matic, Bin cũng tiếp tục đảm đương vai trò huấn luyện viên rất tây ti vẫn ngồi ghế giám khảo để đưa ra những quyết định quan trọng dành cho các thí sinh và huấn luyện viên. Tuliver một lần nữa mang trọng trách giám đốc âm nhạc, nắm giữ linh hồn của chương trình. Tin Lê là dồ điêu sơ đồng hành cùng Tuliver trong nhiệm vụ quan trọng này. Thành viên còn lại là Lim V phụ trách phần sản xuất âm nhạc và mix mastering. Còn nhớ ở mùa 1, quán quân Rap Việt chính là giấy chốt team Quơ Quy, á quân thuộc về Gidaki team Kha'Zix, Suboy và Bin chỉ có thí sinh nằm trong top 8. Liệu ở mùa 2, chương trình sẽ dành sự ưu ái hơn cho hai team G-Matic và Bin? Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của chúng tôi. Nếu thấy hay và hấp dẫn hãy để lại bình luận động viên, bấm đăng ký và chuông thông báo để nhận những video mới nhất nhé. Chúc mọi người có thật nhiều sức khỏe cũng như luôn thực hiện tốt thông điệp 5K để bảo vệ bản thân cũng như mọi người xung quanh nhé.